Ngày 11 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tổng số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tích lũy từ đầu năm 2024 đến nay là 3.349 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc tay chân miệng đang gia tăng. Lứa tuổi nào cũng có thể mắc tay chân miệng và thường gặp nhất là dưới 5 tuổi, đặc biệt là 3 tuổi. Trẻ càng nhỏ, bệnh càng dễ trở nặng. Khoảng 90 đến 95% trẻ mắc tay chân miệng sẽ được điều trị ngoại trú. Bệnh thường diễn tiến nhẹ và có thể tự khỏi sau từ 7 đến 10 ngày. Để phòng ngừa bệnh tay chân miệng, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với vòi nước chảy nhiều lần trong ngày đối với cả người lớn và trẻ em. Thực hiện tốt việc vệ sinh ăn uống, thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày.